Dạ, xin kính chào tất cả quý cô chú bác và anh chị yêu thích mai vàng bonsai cây kiển trên cả nước nha cô chú anh chị ơi. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn ủng hộ kênh, ủng hộ anh Tám trong thời gian qua. Hôm nay em cũng tiếp tục trở lại chỗ anh Tám chia sẻ cùng quý cô chú anh chị mình lô mai chơi Tết để vàng nha cô chú anh chị nha. Giá hữu nghị xã lô này cùng chơi cùng quý cô chú anh chị mình luôn ha. Đó, một cái lô gồm có cúc thọ hương, cúc vàng hậu, các cô chú anh chị, về mai đại lộc luôn, đế phú đồ cũng đủ dáng đủ kiểu hết cô chú anh chị nha. Rồi em vô clip nha. Dạ con xin chào chú Út ơi. Rồi xin chào anh Hiệp, chào anh em cả nước ha. Rồi hôm nay anh Tám có về lô mai nè, là đầy đủ ha, cúc thọ hương có, đại lộc có ha, cúc vàng hậu có. Giờ mà anh em ủng hộ chứ anh Tám ha. Dạ. Trong thời gian qua và tiếp tục ủng hộ nha anh em. Dạ. Rồi đầu tiên là cây số 1, cây đại lộc mã số 1 nha cô chú anh chị nha. Rồi, cây số 1 là cây đại lộc. Cây đang vô nút nụ này nha cô chú anh chị nha. Trời nắng quá nắng. Đế nè cô chú anh chị, đế thú nằm ha. Gấp hai bao. Dạ rồi, cho con xin thông số nha chú. Mã số 1. Rồi, quanh là 16. Dạ quanh 16. Chiều cao là 69. Dạ. Tàn ngang là 50. Dạ. Rồi. Rồi cây số 1 mình giao lưu với anh chị em là 600.000. Dạ 600k mã số 1. Cây mã số 2. Mã số 2, cây đại lộc luôn nha. Cũng là đại lộc luôn. Mã số 2. Nè, để cũng dán thú hay bay bay ha cô chú anh chị ha. Dạ, cây đế vàng đẹp cho cô chú anh chị ơi, đại lộc ha. Dạ, chú cho con thông số nha. Lộn bề rồi. Trời lộn nữa rồi. Lật lại, dạ. Rồi, 14 quanh. Dạ, quanh 14. Chiều cao là 61. Dạ. Tàn ngang là 40. Cây đang vô nụ Tết. Cây số 2 là giao lưu chú chị em là 550.000. 550 nha cô chú anh chị nha. Để lọc mã số 2. Mã số 3. Cúc thọ hương. 3. Cúc thọ hương mã số 3. Đế này nha cô chú anh chị. Đó, chị cành ha. Dạ rồi. Cái này có nút kim hết. Rồi, quanh 20. Nút kim nữa ha. Chiều cao là 74. Tán ngang cũng 74. Cái số 3 là giao lưu với chú chị em là 800.000. Dạ, 800k mã số 3. Một cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Quay để bàn ha. Mã số 4. Cây số 4. Cây đại lộc dán thứ nằm nha cô chú anh chị. Cây mã số 4. Là cây đại lộc. Nó nụ nụ đây. Dạ rồi, cho con xin thông số nha chú nha. Quanh là 13. Dạ, quanh 13. Chiều cao là 54, tán ngang là 45. Dạ. Rồi, cái 4. Đại lộc này giao lưu của chú anh chị em rồi. Số mấy nè? Số 4. Số 4 là 500.000. Dạ, 500k. Đại lộc mã số 4 nha quý cô chú anh chị. Rồi, cây số 5. Số 5, cúc thọ hương. Cúc thọ hương. Dạ. Cây dáng đế thú chu nguyên cái bằng đích. Có nguyên cái bằng đích luôn nha cô chú anh chị. Cây này mình ghép 3 bo nha. Đó ha, ghép 3 bo ha. Dạ rồi, thông số cho con xin nha chú. Đây, quanh là được 16. Dạ, quanh 16. Chiều cao là 88. Tàn ngang là 85. Rồi, cúc thọ hương, mã số 5. Mã số 5 là 800.000. Dạ, 800k, mã số 5. Đó, cây okay, này, cây này chơi Tết cho nút nụ nha cô chú anh chị. 800k, mã số 5. Mã số 6. Mã số 6.
Mai Đại Lộc mã số 6 nha cô chú anh chị ơi. Đó, một cây dáng khum khum ha. Đó, cây dáng hay khum. Cây này mình ghép hai bo ha. Dạ rồi, cho cây xem thông số luôn. Đây. Quanh là 14. Chiều cao là 62. Tàng ngang là 44. Cây đại lộc này số 6 này giao lưu của chú anh chị em là 500.000. 500k mã số 6 nha quý của chú anh chị. Cái mã số 7. Dạ mã số 7. Mã số 7. Đó, cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị ơi. Mã số 7. Nguyên một bể đế luôn. Đó, ghép 3 bo ha. Ghép chột nha cô chú anh chị. Rồi quanh là được 22. Dạ quanh 22. Cây có nút kim luôn. Chiều cao là 80. Tàng ngang là 75. Cây số 7 này giao lưu chú chị em là 850.000. Dạ, 850k. À, cây cúc thọ hương. Đó, số 7. Cây có nút nụ chơi Tết nha cô chú anh chị nha. Đó. Thấy cây chơi Tết cũng khá là nhiều bông nha cô chú anh chị. Cúc là cây số 8. Dạ mã số 8. Cây cúc thọ hương ghép chung với bạch mai. Cây này hai màu nha cô chú anh chị. Một bo thọ hương. Hai bo thọ hương, một bo bạch mai. Đây là cây bạch mai ha, bo bạch mai đây. Còn trên đây là thọ hương nè cô chú anh chị nha. Đó, hai bo cúc thọ hương ha. Con đế thú nằm luôn nè. Giò ngoẻ qua bên ha. Yep. Rồi. Mình xem thông số luôn chú ơi. 17 quanh. Hình con thú là 22. Chiều cao là 77, tàng ngang là 50. Yeah. Cái này có nút nụ mình chơi Tết nha cô chú anh. Rồi, cây số 8 này giao lưu của chú chị em là 800.000. 800k, một cây cúc thọ hương ghép với bạch mai chung, một cây đối phú nha cô chú anh chị. Tiếp tục là cây số 9. Yeah, mã số 9. Số 9 là cây cúc thọ hương. Ghép 3 bo. Đây, nước nụ nè cô chú anh chị. Trời ơi, nhấc không ra. Đấy cũng dán như thú nào nằm ha cô chú anh chị ha. Ba bo ghép ha. Cái này hai giống nha cô chú anh chị. Cái này là cây cúc bo này, cúc hoàng hậu ha. Còn lại là hai bo khi cúc thở hương. Rồi. Trong số em đây là được 14. Dạ quanh 14. Chiều cao là 65. Tàng ngang là 50. Cây số 9 này giao lưu của chú anh chị em là 500.000. 500k. Cúc thọ hương mã số 9 nha quý cô chú. Mã số 10. Tiếp tục là cây số 10. 10 là cây mai đại lộc. Dáng siêu. Mai đại lộc nha cô chú anh chị nha. Mã số 10. Này về cô chú anh chị mình cho dưỡng nụ thêm ha. Cây nó ôm nút kim nhưng mà nụ thì chưa có lớn lắm nha cô chú anh chị. Nút kim khá là nhiều. Rồi cho con xin thông số luôn. Mã số 10. Rồi thông số là 23 ha. Chiều dài là 64. Tàng ngang là 50. Cái số 10 này giao lưu của chú chị em là 700.000. Dạ 700k. Cây đại lộc mã số 10. Mã số 11. Để tiếp tục là cây số 11. Một cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Cúc thọ hương ghép chung với cúc hoàng hậu hai giống ha. Ý coi này cúc hoàng hậu không à. Cúc hoàng hậu không à nha cô chú anh chị. Cúc hoàng hậu không ha, em nhìn lộn nha. Cúc hoàng hậu. Mã số 11. Mã 11. Đó, cái đế dán thú nằm nha cô chú anh chị. Đó, cây xù luôn á. Có cái mỏ luôn. Dạ.
13 hoành. Chiều cao là 62. Tàng ngang là 53. Cây 11 này giao lưu túi kia em là 600 ngàn. Dạ, 600k. Đó, số 11. Dạ, số 12. Số 12. Cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Số 12. À, tàng này cô chú anh chị nha, cây này tàng cũng khá là lớn ha. Về cô chú anh chị mình vô dây cây này thêm nha. Rồi, con xin thông số luôn. Cây này có nút nụ chơi Tết nha cô chú anh chị. Hoành là được 22, 21. Dạ, hoành 21 nút này cô chú anh chị ha. Nút nụ nha. Chiều cao là 82. Tàng ngang là 70. Cây 12 này giao lưu chú anh chị em là 900 ngàn. 900k, mã số 12. Đó. Mã số 13. Số 13. Cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị, mã số 13. Vừa vậy cô chú anh chị mình nhân giống lấy bo, vừa chơi Tết nha cô chú anh chị nha. Cây có nút nụ chơi Tết nha. Không nhiều bông nhưng mà đủ chơi hết cô chú, vừa đủ nhân giống ha. Cây ghép 2 bo. Giá rẻ cho cô chú anh chị mình nha. Rồi, thông số em là được 16. Dạ, vành 16. Chiều cao là 75. Tán ngang là 72. Rồi, cây 13 này giao lưu chú chị em là 750 ngàn. Dạ, 750k. Số 10. Dạ. Cây 14. Dạ, mã số 14. Cây cúc thọ hương, mã số 14 nha quý cô chú anh chị ơi. À, đế bệ nở một bệ nha cô chú anh chị. Này đế nở ha. Cái này nút kim nhiều lắm nha cô chú nha. Dạ cô chú anh chị. Trời, thông số cho con nha. Này lấy hàng. Rồi, 26 hoành. Dạ. 71 chiều cao. Tán ngang là 55. Cây 14 này giao lưu chú anh chị em là 800 ngàn. Dạ, 800k. Đế một bể nha cô chú anh chị. Đó, nguyên một cái bể đế luôn ha. Rồi. Rồi, mã số 16 không chú? Số 15. 15, mã số 15 cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Cây mai cúc thọ hương mã số 15. Cây này cũng có nút nụ chơi Tết khá là nhiều. Từ dưới là tới trên luôn nè cô chú anh chị nha. Đó, từ dưới gốc tới sẽ đọc có nụ ha. Đây nè cô chú anh chị, đó nụ ha. Hoành em được 21. Dạ, hoành 21. Chiều cao là 80. Tàng ngang là 70. Cây 15 này giao lưu chú anh chị em là 950 ngàn. Dạ, 950k nha cô chú anh chị nha. Cây mình ghép khá là nhiều ha. Nhiều bo nha. Dạ, tiếp tục là cây 16. Mã số 16. Cây cúc thọ hương mã số 16 nha quý cô chú ơi. Đó. Cây này về mình vô dây lại là tàn im nha cô chú anh chị. Nút nụ chơi Tết có ha. Đây. Không có sai lắm nha cô chú anh chị. Nhưng mà cũng khá là nhiều bông nha. Này nó cũng gần mùa thôi. Dạ thôi. 19 hoành. Chiều cao là 73. Tán ngang cũng là 73.
Cây 16 này giao lưu của chú anh chị em là 800 ngàn. 800k. Mã số 16. Đây mã số 17. Cúc Thọ Hương, mã số 17 nha cô chú anh chị. Đây, để nó đây. Cái này mình ghép được tới 5 bo lận nha cô chú nha. À, nút kim, nút nụ ha. À. Rồi, cho em xin thông số chú ơi. Rồi, thông số em là được 17. Dạ. Chiều cao là 67. Tán ngang là 70. Rồi, cây 17 này giao lưu chú anh chị em là 800 ngàn. À, 800k, mã số 17 nha cô chú anh chị. Dạ, rồi, 18 là cây mai đại lộc cô chú anh chị ơi. Giá rẻ luôn cho cô chú anh chị mình chơi. Cây đang uống nước nụ ha. Mã số 18. Cây mình ghép được 3 bo hả cô chú anh chị? Cây này nụ dữ lắm, nụ luôn. Đáng chơi nha cô chú anh chị. Rồi, quanh 17. Cây đẹp giá rẻ nha cô chú anh chị. Chiều cao là 65. Tàn ngang là 50. Cây 18 này giao lưu chú anh chị em là 550 ngàn. Dạ, 550k, mã số 18. Được cây 19. 19 cúc hoàng hậu nha cô chú anh chị. 19 nha. Là cúc hoàng hậu. Số 19. Cây dáng thú nằm ngoái cái đầu nè cô chú anh chị ha. Cúc hoàng hậu ghép 2 bo. Nụ bành xà bung. Cây này đáng chơi nè cô chú anh chị nha. Nó nút nụ nè ha. Tròn vo luôn. Rất là thích cưng luôn á. Dạ rồi, cho xin thông số nha chú. Rồi, thông số là được 14. Chiều cao là 58. Tàn ngang là 48. Cây 19 này giao lưu chú anh chị em là 600 ngàn. Dạ, 600k cúc hoàng hậu nha cô chú anh chị. Cây dễ thương ha, cây để bàn dễ thương. Dạ, mã số 19. 20. 20. 20 cây cúc. 20 là cây cúc hoa. Thọ Hương. Mã số 20. Đây bo ghép này nha quý cô chú mình nha. Nút kim nữa ha. Dạ rồi. Rồi, thông số là được 19. Dạ, vành 19. Chiều cao là 70. Tàn ngang cũng 70. Cái 20 này giao lưu chú cho em là 800 ngàn. Dạ, 800k cúc Thọ Hương. Mã số 20. Hai mươi mốt cũng là cúc Thọ Hương nha quý cô chú anh chị. Mã số 21. Cây này nút kim nhiều lắm cô chú anh chị ha. Mình ghép được 4 bo nha. Đế một bệ luôn ha. À, trời. Rồi, quanh 20. Chiều cao là 69. Tàn ngang là 60. Cây 21 này giao lưu chú chị em là 750 ngàn. Dạ, 750k. Mã số 21 cây cúc Thọ Hương. 22. 22 cũng là một cây cúc Thọ Hương. Cây 22. Mã số 22. Bo ghép 3 bo hả cô chú anh chị ha. Cây nút nụ nhiều lắm luôn á. Cây này nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị. Về lạc lá mình mới thấy ha.
Đế nó nè. Dạ rồi. Hoành là 16. Tán ngang là 65, chiều cao 65, tán ngang là 70. Cái 22 này giao lưu túi chị em là 800 ngàn. Dạ, 800k. Mã số 22. Hai mươi ba cũng cúc cho thỏ hương nha cô chú anh chị, một cây dáng trực ha. Hai mươi ba. Hoành là được 23. Dạ, hoành 23. Chiều cao là 57. Tán ngang là 60. Cây 23 là giao lưu chú chị em là 700 ngàn. Dạ, 700k. Ở số 23, cúc thỏ hương. 24, cúc thỏ hương luôn. 24 cái này đi. 24. Cây cúc hoàng hậu nha cô chú chị, cây này có bông là ha. Cây cúc hoàng hậu đó, cây này đang nở bông mà nụ cũng mê luôn, nụ bự bự không à nha cô chú anh chị, lá nè đọt nó ra đâm ra lại nè ha, nó bông nó nè, bông nó mới tàn cần tàn nha cô chú anh chị, cái này đế đẹp ha. Dạ rồi, 17 hoành. Chiều cao là 73, tàn ngang là 50, cây 24 này là giao lưu của chú anh chị em là 600 ngàn. Dạ, 600k, mã số 24. Rồi, tiếp tục là cây mã số 25, cây cuối cùng của clip hôm nay là cây thỏ hương. Cây 25. Cây rất là đẹp nha, quý cô chú anh chị. Tiếp 25. 3 bo, các bạn này ha, về cô chú anh chị vô dây lại nha. Cúc thỏ hương mã số 25. Cây này nút kim, nút ngụ chơi Tết có nha quý cô chú anh chị. Thì cái lô thỏ hương này chưa có vào mùa, chưa có xây bông, nhưng mà mình chơi cũng khá là ok, mình dưỡng nhân giống nha cô chú anh chị. Đấy nè ha. Dạ rồi. Rồi, quanh nhà được 20. Chiều cao là 64, tán ngang cũng là 64, cây 25 này, cái cũng là cúc thỏ hương, giao lưu của chú chị em là 850 ngàn. Dạ rồi. Rồi, cây 25 là cũng là cây cuối clip, chào anh chị em, chúc anh em chị em là được dồi dào sức khỏe. Dạ rồi, con cảm ơn chú Ốc luôn, xin cảm ơn quý cô chú anh chị mình nha, đã ủng hộ anh Tám, cây mình gửi cái đóng kiện gỗ gửi đi cho quý cô chú anh chị mình ha. Xin kính chúc cô chú anh chị thật là vui vui, khỏe khỏe, làm ăn thịnh vượng nha.